các bạn thì vấn đề tiền điện là một cái gánh nặng cho mỗi cái gia đình hiện nay thì hầu hết cái nhà nào hiện nay chúng ta cũng đều sử dụng điện hết các bạn và trả tiền điện hàng tháng là một vấn đề lớn như vậy thì nhiều cái thiết bị tiết kiệm điện nó được ra đời à, trong đó có một cái thiết bị mà mình thấy người ta hay bán trên thị trường với giá rất là rẻ luôn các bạn đó là cái thiết bị tụ bù điện đó các bạn tụ bù điện bán trên thị trường thì mình thấy cái thiết bị này người ta bán rất là rẻ và theo như quảng cáo của nhà sản xuất thì nó tiết kiệm điện rất là tốt. thì thực tế nhưng ta đã biết thì cái thiết bị đó nếu như các bạn nào có mua rồi và sử dụng rồi đó thì biết mở ra bên trong nó chỉ có vài con linh kiện đặc biệt là trong đó nó chỉ có mấy con tụ thôi các bạn, nó chỉ có mấy con tụ điện như thế này thôi và người ta thường hay gọi nó là tụ bù đó các bạn. thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn kiểm nghiệm xem cái việc sử dụng tụ bù như thế thì nó có thực sự mang lại cái hiệu quả tiết kiệm cho chúng ta hay không? thì khi người ta làm thí nghiệm với các bạn thì người ta thường hay sử dụng cái đồng hồ đo dòng để người ta kiểm nghiệm thường sử dụng cái đồng hồ đo dòng như thế này để người ta làm thí nghiệm cho chúng ta và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách à, cái chúng ta kiểm tra xem và chúng ta sẽ làm thực nghiệm xem coi thực sự là cái đồng hồ dòng này là thực sự là khi sử dụng tụ đó thì cái cái hiệu quả tiết kiệm điện của nó sẽ như thế nào thì ở đây mình sử dụng hai cái loại tải các bạn một là mình sử dụng động cơ động cơ tức là tải cảm hai là mình sử dụng tải là bóng đèn là tải thuần trở như vậy thì thứ nhất là mình sử dụng đối với tải cảm tức là động cơ này các bạn thì thường mình thấy khi người ta làm thí nghiệm để người ta bán cái thiết bị các bạn hoặc là các cái anh hay anh bạn trên mạng người ta cũng hay lắp các thiết bị tụ bù điện nói là sẽ tiết kiệm điện cho chúng ta thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái đồng hồ đo dòng, mình kẹp vào đây mình đo dòng và mình sẽ kiểm nghiệm cho các bạn xem luôn ha. Rồi, thứ nhất là mình sử dụng về cái động cơ này các bạn. Các bạn đừng để ý gì tới đồng hồ bên đây, bạn kiểm tra nhìn vào cái đồng hồ đo dòng ha. Thì ví dụ như cái động cơ này nó đang hoạt động như thế này, mình cắm điện đây thì dòng tiêu thụ của nó là khoảng 0.19 A các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cắm cái tụ bù vào trong này chúng ta kiểm tra xem coi nó sẽ thay đổi như thế nào nha các bạn. Thì ở đây mình sử dụng một đoạn dây để mình kẹp vô cái tụ. Thì tụ nó sẽ có nhiều cái mức điện dung các bạn. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng tụ này trước. Đây là con tụ trong bộ đề của quạt này các bạn. Thì nếu như chúng ta sử dụng dây đỏ là tụ một mi rưỡi. Đen đỏ là một mi rưỡi. Bây giờ mình sẽ cắm cái tụ này vào trong cái ổ cắm và chúng ta kiểm tra xem cái dòng của nó sẽ thay đổi như thế nào nha các bạn. Dòng đang là 0,19 a nè. Đó. Khi chúng ta cắm vào thì các bạn thấy dòng tuột xuống còn 0,14 a Như vậy rõ ràng là có sự thay đổi dòng giảm dòng các bạn. Mà giảm dòng đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ tiết kiệm được điện. Phải không nè. Giảm dòng. Đây buông ra là nó 0,19 nè. Chúng ta cắm vào là còn 0,15 0,15 hoặc 0,14 gì đó rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua con tụ 3 mi thử nha các bạn tức là dây đen với dây vàng đây mình cũng tương tự vậy mình cắm vô đây thì các bạn xem dòng nè đó nó là 0,16 cũng 0,15 16 buông ra nó là 0,2 như vậy rõ rõ ràng khi chúng ta cắm vào là dòng nó có giảm nha các bạn nhưng mà đây mình sẽ cho các bạn xem ở bên cái đồng hồ bên này Thì đây là đồng hồ để báo công sức tiêu thụ của cái ổ cắm này Mình đang sử dụng cái ổ cắm này nói qua đây Thì đây là đồng hồ báo công sức tiêu thụ Thì trên này nó có báo điện áp, có báo dòng, có báo cốt phi và có báo công sức Thì bây giờ các bạn thấy hiện giờ motor đang chạy ở cái mức này là 36 37 w bây giờ mình sẽ cắm vào cái, tụ nãy lại cho các bạn xem nè dòng đang là 0,24 a các bạn hai cái thiết bị này thì nó đo không giống nhau kệ nó đó. đó dòng nó sẽ sụp còn 0,19 a các bạn nhưng mà các bạn để ý cái công suất nha và cái coffee. đây bình thường công suất nó là 37,8 coi như 38 w đi 38W có phi của nó có phi của nó các bạn thấy nó là 0,71 thì khi chúng ta cắm vào thì có phi nó tăng lên 0,93 nè các bạn thấy không 0,92 nè như vậy thì có phi nó sẽ tăng có phi nó tăng công sức thì các bạn thấy hầu như không thay đổi nó vẫn là 34 phải mấy W thôi đó nó vẫn là 34 phải mấy W nó không thay đổi vậy thì cái dòng giảm và cái có phi nó tăng như vậy thì tăng như vậy thì thực tế cái công suất của mình nó không thay đổi các bạn và nó có tiết kiệm điện được hay không thì câu trả lời của mình là theo mình thì nó là không tiết kiệm được. Vì sao? Vì đối với các cái công tơ điện để người ta tính tiền điện của chúng ta đó bạn thì người ta dựa vào công suất tiêu thụ các bạn chứ người ta không không có dựa vào cái cái dòng tiêu thụ mà người ta dựa vào công suất tiêu thụ. Như vậy tùy theo cái thiết bị. Nếu như thiết bị của chúng ta là tải cảm tải cảm ví dụ như là động cơ hoặc là biến áp rồi đó các bạn thì khi chúng ta cấm tụ bù vào thì cái cốt phi này nó sẽ tăng đây là cái hệ số công suất đó các bạn cốt phi thì chúng ta biết cái công sức của chúng ta được tính bằng cách là B thì bằng Ui nhân với cốt phi tức là lấy hiệu điện thế nhân cường độ dòng điện nhân với cốt phi như vậy cốt phi của chúng ta càng tăng thì cái công sức của chúng ta nó sẽ càng tăng và cái A của chúng ta sẽ càng giảm nếu như công sức không thay đổi thì cái A của chúng ta nó sẽ giảm lại như vậy thì cái giá trị này về cái cái cost phi này là cái mà cái công suất hữu ích đó các bạn, cái công suất hữu ích à, của cái điện năng tiêu chuyển đổi. <laughs> Như vậy khi chúng ta cắm thiết bị này vào thì à, rõ ràng là cái công suất nó không thay đổi, nó chỉ có dòng thay đổi thôi các bạn. Chỉ có dòng thay đổi thôi, cost phi nó sẽ tăng lên và dòng nó sẽ giảm xuống thôi, còn công suất của chúng ta không thay đổi. Như vậy thì rõ ràng thực tế nó không có tiết kiệm điện nha các bạn. Nhưng người ta thường hay quảng cáo là người ta dùng cái đồng hồ đo dòng thôi các bạn thì chúng ta cắm vô, chúng ta thấy dòng nó giảm xuống thì chúng ta cứ nghĩ nó là à, nó sẽ tiết kiệm điện cho chúng ta nhưng thực tế không phải các bạn và hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp một cái bài nữa đó là chúng ta sẽ kiểm tra xem liệu chúng ta sử dụng tụ nào thì nó cũng tiết kiệm điện như nhau phải hay không tại vì trong các thiết bị mà người ta bán thiết bị tụ bù điện tiết kiệm điện đó các bạn thì người ta chỉ bán những cái loại rẻ tiền đó thì ở trong đó nó chỉ có một con tụ thôi các bạn nó có một định mức thôi À, nhưng mà ở nhà chúng ta thì chúng ta xài các cái động cơ khác nhau, các cái thiết bị khác nhau thì cái tụ nó sẽ khác nhau. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cho các bạn xem nè. Ví dụ như đổi với cái động cơ này nó 30 mấy watt, thì các bạn sử dụng con tụ này là tụ 3 mi tụ 3 mi thì cái phi của chúng ta nó tăng lên là 0,93. Bây giờ mình sẽ đổi con tụ này thành con tụ lớn hơn các bạn xem coi nó có làm tăng cái cái hiệu quả hay không nha. Ví dụ như ở đây mình sử dụng con tụ là 6 Đây, tụ là 6 ha. Thì người ta xem coi cái hiệu quả có copy của nó nó có thay đổi nhiều hay không? Nó có tăng lên hay không? Thì đây các bạn thấy không? Hồi nãy mình cắm con tụ kia vô thì copy phi nó nó lên tới 0,93 nhưng khi mình cắm con tụ này vào thì các bạn thấy copy nó thụt xuống còn có 0.53 0.53 thôi các bạn. Đây phi nó chỉ có 0,53 thôi như vậy rõ ràng là nó còn giảm cái cái cấp phi nữa chứ các bạn chứ nó không tăng cái cốt phi đó bây giờ mình sẽ đổi thêm một con tụ khác nữa lớn hơn nữa đó là con tụ 10 mi đây là con tụ 10 mi nha các bạn thì khi mình cắm vào thì các bạn thấy không Code phi nó sụt xuống còn có 0,29 thôi các bạn Và dòng nó tăng lên là 0.57 Công sức vẫn là 35W Công sức vẫn y hệt như vậy vẫn 35W nhưng mà code phi nó sụt xuống Tức là cái hiệu quả chuyển đổi điện năng của chúng ta giảm đi Dòng nó tăng lên Như vậy không phải cứ bất kỳ cái thiết bị nào chúng ta cũng cấm con tụ vô là được các bạn Thì tùy theo cái thiết bị Ví dụ như cái tải nhỏ thì chúng ta cắm con tụ nhỏ thôi tải lớn thì người ta cắm tụ lớn nhưng thực tế thì nó chỉ giảm dòng và nó tăng cái cốt phi chứ nó không hề thay đổi công suất chính vì vậy thì nó không có tiết kiệm được nha các bạn không tiết kiệm được rồi bây giờ lại là tải về tải cảm về động cơ bây giờ mình sẽ sử dụng tải là đèn sợi đốt tức là tải thuần trở đó các bạn cho các bạn xem luôn thì thử ra chúng ta cắm vào thì nó có ảnh hưởng gì hay không nó có thay đổi được cái gì hay không rồi, đây ví dụ như đây là bóng đèn 170W rồi các bạn. Đây là bóng 170 mấy W nè. Bóng đèn này là bóng sợi nó rất là nóng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cũng cắm cái tụ vào cho các bạn xem luôn coi coi nó có thay đổi được gì hay không nha các bạn. Thì dòng tiêu thụ hiện giờ đang là 0 8 a công suất 173W, COP là 0.99, tức là gần bằng 1 các bạn. Thì khi chúng ta cắm tụ vào thì các bạn thấy nó không có ảnh hưởng gì cả Đó, rút ra cũng vậy thôi 172W Chúng ta cắm vào thì 173W Nó tăng công suất lên được tí xíu nhưng dòng nó tăng lên Còn coffee thì nó giảm xuống các bạn Đây buông ra thì coffee nó là 0,99, 99 chúng ta cắm vào thì coffee nó lại sụt xuống còn 0.96 Thì cái này nó cũng không đáng kể các bạn Như vậy rõ ràng là đối với những cái tải mà tải trở thuần trở như thế này thì việc sử dụng tụ bù là không có hiệu quả gì hết các bạn mà tụ bù nó chỉ sử dụng có hiệu quả đối với những cái thiết bị tải cảm ví dụ như là biến áp biến áp uh, sắt các bạn hoặc là uh, sử dụng cho các cái động cơ tuy nhiên là nó chỉ giảm dòng tăng cos phi còn công suất thì không thay đổi chính vì vậy nhà sản xuất thì người ta không có lắp tim vào các bạn người ta cũng không có khuyến cáo mình sử dụng tuy nhiên thì uh, bên ngành điện đó các bạn đối với những cái doanh nghiệp lớn á các bạn người ta sử dụng những cái động cơ rất là lớn những cái thiết bị tải rất là lớn mà à, không sử dụng tụ bù thì cái cos phi nó giảm xuống tức là cái hiệu quả chuyển đổi điện năng của chúng ta sẽ bị thấp chính như vậy bên điện lực người ta bắt buộc đối với những cái doanh nghiệp lớn những cái công ty á thì phải gắn tụ bù còn đối với điện gia đình của chúng ta thì việc sử dụng tụ bù không mang lại hiệu quả các bạn nó chỉ giảm dòng tăng cos phi nhưng mà cái công sức không thay đổi mà người ta tính tiền thì người ta lại dựa vào công suất chính như vậy là chúng ta không tiết kiệm được được tệ điện à, không tiết kiệm được tiền gì cả rồi hôm nay thì với cái thí nghiệm nho nhỏ này mình hy vọng là đã cung cấp cho các bạn thêm một số cái kiến thức hữu ích cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình